Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức chuyến bay hỗ trợ đưa du khách đang ở Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội trở về địa phương. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã có 400 du khách rời Đà Nẵng và hôm nay thì có thêm hơn 700 du khách rời Đà Nẵng trên các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air. Đây là một nỗ lực rất lớn của chính quyền Đà Nẵng cũng như các đơn vị liên quan trong việc giải tỏa những cái du khách mắc kẹt tại Đà Nẵng trong cái đợt dịch này được trở về quê. Và công tác đưa du khách trở về quê được thực hiện rất là chu đáo và đảm bảo các cái quy định nghiêm ngặt về công tác phòng chống dịch. Theo đó, có 2 chuyến bay của hãng Vietjet Air chở 415 người, trong đó có 402 người lớn và 13 trẻ em dưới 2 tuổi khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào 9 giờ và 16 giờ ngày hôm nay. Tại lịch trình bay Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh, hãng bay Vietnam Airlines chở 300 người trên chuyến bay số hiệu VN7121 khởi hành lúc 15 giờ chiều nay. Hành khách đã có mặt tại khu vực làm thủ tục bay từ khá sớm và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Là qua một đợt đi chơi và du lịch ở Đà Nẵng thì nó dính vào cái dịp dịch này, đúng là cũng là việc ngoài ý muốn, ở lại cũng hơi lâu rồi. Dịp này được thành phố Đà Nẵng cho và là địa phương, gia đình cũng rất là mừng. Em về thành phố Hồ Chí Minh, tâm trạng em thì rất là vui khi mà sắp được về nhà. Về mấy cái chuyến bay rồi gì thì mấy anh chị tình nguyện viên ở bên Đà Nẵng hỗ trợ nhiệt tình. Trong buổi tiễn các du khách trở về địa phương, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tặng mỗi người một món quà gồm đặc sản Đà Nẵng cùng thư cảm ơn của ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Rất là vui, cảm ơn Đà Nẵng rất nhiều đã chăm lo cho những người xa nhà và có chuyến bay này về thành phố an toàn. Cảm ơn rất nhiều và rất là hy vọng Đà Nẵng sẽ mau chóng về trở lại cuộc sống bình thường. Sở Du lịch thành phố cho biết tổng cộng có 7 chuyến bay với 1.453 người, gồm 2 lịch trình bay Đà Nẵng-Hà Nội và Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8. Các hành khách đi về 2 điểm, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được theo dõi y tế, cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, máy bay đưa du khách trở về cũng sẽ được phun diệt khuẩn nghiêm ngặt